Ok, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng bà con, cô bác, anh chị em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và các bạn nhìn thấy đây, ngay trước màn hình nhỏ của vị trí khách hàng đây, là em đang muốn giới thiệu đến cho anh em 9 chiếc xe Toyota Vios. Đây là 9 chiếc xe mà một trong những thương hiệu lồi đồng cối đá phá không hỏng, một trong những thương hiệu được gọi là mệnh danh là xe quốc dân của Việt Nam. Nó có cả từ đời thấp, đời cao, phong cũ, phong mới, số sàn, số tự động, có hết các bạn ạ. Vậy thì các bạn nào mà quan tâm chỉ cần alo nhấc máy lên cho em thôi là các bạn đã sở hữu chiếc xe này. Đấy, còn có 9 chiếc xe thôi. Đấy, chứ không còn nhiều các bạn ạ. Đấy, các bạn ạ. Đấy. Nếu cái khách hàng nào quan tâm thì có thể đến trực tiếp cả bên em, địa chỉ uy tín là thôn 1 Bắc Sơn An Dương Hải Phòng. Làm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 hướng đi Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Làm đối diện với lại ngôi chùa Cao Linh, ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng hiện nay. Đó, một ngôi chùa có lịch sử hơn 300 năm tại Hải Phòng. Và 9 chiếc xe Vios ngày hôm nay sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng Tuấn Anh đi xem và tham khảo. Đầu tiên đây là một chiếc xe Toyota Vios 2014. Con này là 14 phiên bản số sàn, bản E, máy 1.5, tên tư nhân biển Bắc Giang, 98A49413. Con này thì nói chung là nó là một chiếc xe mà đã qua dịch vụ, màu xanh đổi màu, giờ đã về tên tư nhân chính chủ biển Bắc Giang rồi. Đời 2014 bản E số sàn. Đấy. Màn hình Android Starlex cộng với lại vô lăng có tích hợp túi khí và ABS. Máy 1.5, nội thất ghế da rất là đẹp và xịn sò. Nếu như các bác nào thích cái màu đen, thích cái màu xanh và thích cái form mới với cái tầm tiền hơn 300 triệu. Con này thì trước đây em đang bán là 325 triệu đồng. Nhưng ngày hôm nay thì tôi đang chỉ bán cho anh em khoảng 301 thôi. 301 là lên được. Một chiếc xe Vios E 2014 số sàn bản E, một mẫu xe ra. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Đã là tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng ở Bắc Giang rồi, thế anh em cứ yên tâm, xe thì về sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả. Đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2023. Đấy, quá yên tâm cho mọi người rồi. Đấy. Tiếp tục sang bên đây, chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe nữa, cũng là Vios. Đó là một chiếc Vios form mới đời 2015. Hết lái đi. 2015 bản E biển Hải Phòng, 15A19487. Rất xịn sò, rất đẹp cho mọi người. Đấy. Con này thì một chủ từ mới, chưa sang tên lần nào, vẫn biển từ đầu. Đấy. Rất ok cho mọi người, form rất là đẹp, màu đen xịn, không có đổi màu đổi miếc gì cả các bạn nhé. Nội thất chiếc xe thì khá là yên tâm và rất chất lượng cho khách hàng. Nội thất ghế da khá là yên tâm cho mọi người, cực kỳ sạch sẽ. Cam kết cho anh em xe đẹp, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không taxi và không có dịch vụ. Màn hình Android to phạc, nội thất âm thanh rất hay. Tất nhiên thì con này nó cũng đã qua dịch vụ rồi. Và với cái giá tiền là trước đây bán 335 triệu đồng, bây giờ em chỉ bán cho anh em 325 triệu đồng thôi. Nếu như anh em nào thiện chí về chiếc xe này thì alo cho em bớt cho anh em thêm 10 triệu nữa, tầm khoảng 315 triệu đồng là em cũng cho xuất xưởng luôn. Tết nhất đến ngày hôm nay rồi, không giữ làm cái gì cả. Lãi 1-2 triệu là bán. Đấy. Trước khi mua thì bỏ phải lãi được 10 triệu, 20 triệu. Nhưng mà đến lúc bán thì chỉ lãi được 1 triệu, 2 triệu là em cũng bán luôn. 15A19487 Vios E 2015 số sàn bản E. Rất đẹp cho mọi người. Vâng, số tự động ạ. Số tự động thì bên đây chúng ta cũng đang có một chiếc xe Vios G số tự động biển Hà Nội, 13A18610. Con này thì 209, form cũ các bạn nhé. Nói thật là form cũ thì nó cũng đắt ngang gần với lại một chiếc xe 2014 form mới số sàn taxi ra, nhưng con này thì nó là xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Nói thật các bạn là đời 2009 mà số tự động thì chả có công ty nào mua về chạy dịch vụ cả. Không có một cái công ty nào mua về chạy. Và đây là một chiếc xe gia đình chính chủ biển Hà Nội, biển số cũng khá là đẹp. Đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2023. Bản G này thì nó sẽ trang bị đầy đủ tất cả những cái tính năng, từ ABS, gương kính chỉnh điện, sinh nhan tích hợp trên gương, la răng đúc, túi khí đầy đủ. Vâng, với giá bán bây giờ còn 288 triệu đồng và bớt sâu cho anh em 8 triệu nữa, lên khoảng tầm 280 triệu đồng thôi là Tuấn Anh có thể là sở hữu bán cho các bạn chiếc xe này. Đấy, ok chưa các bạn? Nội thất thì cực kỳ đẹp rồi. G 2009 số tự động, một chiếc xe bản đủ, bản cao cấp nhất của cái form này rồi. Đấy. Biển Hà Nội nhá. Hơn nữa thì anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố luôn. Không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố luôn. La răng, tất cả la răng đèn của nó đều là nguyên bản hết theo xe.
Đấy, tất cả đều rất là đẹp cho mọi người. Đấy, anh em thấy. Tất cả đều rất xịn sò, rất là ok. Nội thất, vô lăng, củ số, số má, máy chất gầm chắc trần đỉnh nguyên bản. Quá ok và rất là yên tâm cho quý hàng cũng như mẹ con. Vâng ạ. Tiếp tục xem bên đây chúng ta cũng lại có một chiếc xe số tự động nữa. Đó là một chiếc xe Vios ECVT 2017, máy mới, biển Hà Nội 30E77179. Đấy. Bản E số tự động. Đấy, bản E số tự động này thì nó sẽ thiếu hơn cái bản G số tự động của cái form này, là điều hòa tự động tích hợp bàn phím trên vô lăng. Đấy. Và con này thì đang đeo biển thần tài lớn 77179, lại là biển Hà Nội nữa. Lên anh em khu vực Hà Nội Sài Gòn mua chiếc xe này yên tâm luôn. Với giá 429 triệu đồng, tôi đây sẽ bớt cho anh em khoảng từ 10 cho đến 15 triệu đồng về chiếc xe này. Tức là còn khoảng tầm 415 triệu cho đến 420 triệu tầm tầm đấy. Nội thất thì màu kem, tất cả những cái bàn đủ số sàn này hầu như nội thất màu kem. Xe thì được trang bị rất nhiều những cái đồ option, phụ kiện đấy, bóng nhoáng luôn đấy, keo chỉ zin rất là đẹp. Con này khá là ok cho mọi người. Màn hình Android tất cả đều rất là xịn sò và rất là đẹp cho mọi người. Đó, các bạn thấy đây, rất là đẹp cho mọi người. Vô lăng, củ số, túi khí ABS. Vâng, màn hình Android con này chạy chuẩn bao nhiêu vạn đây? 8 vạn, chạy chuẩn 8 vạn. Màn hình Android cam lùi xịn sò luôn cho mọi người. Đó, cam lùi xịn sò cho mọi người luôn. Đó, màn hình rất xịn sò. Đó, chạy 8 vạn chuẩn các bạn ạ. Đấy. Với giá bán 429 triệu đồng, bớt sâu cho anh em từ 10 cho đến 15 triệu đồng về chiếc xe này. Đó, các bạn có thể một chiếc Vios ECVT 2017, tên tư nhân biển Hà Nội 30E77179, đăng kiểm tháng 11 năm 2000 à tháng 5 năm 2024. Đây các bạn thấy đây. Tất cả bên ngoài chiếc xe đều khá đẹp và rất xịn sò cho mọi người nhé. Vâng. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sang bên đây là một chiếc xe Vios E 2017, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng. Đấy. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, biển Quảng Ninh 14A26780. Đấy. Một chiếc E Vios E xe gia đình sử dụng, tư nhân, một chủ từ mới. Máy còn zin, keo chỉ còn zin hết cho mọi người. Đấy. Tất cả hệ thống đèn của chiếc xe cũng như hệ thống na răng của chiếc xe còn khá là đẹp. Đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Đó, một chiếc xe Vios E 2023 2017 số sàn bản E, máy mới, xe gia đình sử dụng, tư nhân, biển Hà Quảng Linh. Quá là đẹp. Nó đẹp từ những cái phần nhựa táp lô táp ly đẹp đi. À, các bạn thấy đây. Đẹp từ những phần sàn hay là thân ghế da. Trang bị màn hình Android OLED khá là đẹp cho quý hàng cũng như quý bà con. À, bạn nào mua tặng luôn cái chùy lông gà luôn để bảo vệ vệ sinh xe luôn. À, form rất là đẹp. Con này thì cam kết cho anh em là không phải bàn về chất lượng, với giá bán 375 triệu đồng. 375 triệu đồng bản E số tự động, E số sàn, bản đủ xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Quảng Linh. Một chiếc xe còn quá là yên tâm và rất là sạch sẽ cho mọi người. Zin cả xe luôn, zin cả xe luôn. Đó, lộ thất chiếc xe này, thấy được. Cam kết cho quý khách hàng là zin, máy zin từ mặt dàn cò zin đi. Và các bạn nhìn thấy vô lăng của chiếc xe đây, đúng là một chủ từ mới sử dụng, chạy quá là ít luôn. Tất cả hệ thống táp lô táp ly chiếc xe đều rất xịn sò và rất là đẹp cho quý hàng. Bà con có bác anh chị em nào quan tâm nhu cầu về chiếc Vios E này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cục hành của Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863, với giá 375 triệu đồng. 19322 15A, đó là biển số của chiếc Toyota Vios 2015 số sàn bản E, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ gì, đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Con này thì cam kết cho anh em máy zin từ mặt dàn cò, keo chỉ zin, khá là hợp lý cho mọi người. Đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Nội thất rất là đẹp, màn hình Android, ghế da rất xịn sò và rất là ok cho quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác anh chị em. Vậy thì bà con, cô bác anh chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho kênh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em. Hoặc có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đấy, 081 666 2386 các bạn nhé. Một chiếc xe Vios E 2015
xe đẹp, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Đấy, một chiếc xe quá là ok với giá 325 triệu đồng. Đấy, anh em nào trực tiếp đến mua xe của Tuấn Anh, con này em bán cho các bạn 315 triệu đồng thôi. Là lên đường đi đón cô dâu, giữ làm cái gì Tết nhất đến ngày hôm nay rồi. Một chiếc xe màu trắng ngọc trinh, dán tem vàng cam, khá là đẹp. Con này thì đang đeo tên tư nhân, biển Hải Dương, 34A59500. Xe được trang bị 4 cảm biến lùi phía sau, form dáng rất đẹp. Và với cái màu trắng ngọc trinh này, nếu như giữ được cái màu trắng này lúc nào cũng sạch sẽ thì các bạn nhìn thấy nó nổi trội trước đám đông. Và nó nổi hơn so với tất cả cái dòng màu đen. Tất nhiên thì mỗi cái nó đẹp một kiểu, màu đen thì nó sang trọng, nó lịch lãm, màu trắng thì nó sạch sẽ và nó rất là sáng xe. Nội thất chiếc xe thì được bọc vào áo ghế bằng da màu lâu cà phê đen. Và với cái giá là 189 triệu đồng, tôi lại sẽ bớt sâu cho anh em xuống còn 179 triệu đồng. Là các bạn đã sở hữu được một chiếc Vios E 2010 phiên bản số sàn máy 1.5 bản Demo lưng phu trình độ biển Hà Hải Dương. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023. Vâng, một chiếc xe màu trắng rất là đẹp, được quý hàng. Vâng, tiếp tục là một chiếc Vios E 2014. Con này đang đeo biển Hải Phòng, 15A14303. Xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Vâng, trang bị hệ thống đèn bi. Đèn bi xe lông siêu sáng này. Đăng kiểm tháng 2 năm 2023 với giá bán 335 triệu đồng. Nhưng ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ bớt cho anh em xuống còn 325 triệu đồng cho đến 320 triệu đồng là cũng lên đường luôn. Bản E 2014 số sàn và xe của nó là xe không khóa đục, không taxi. Đấy, nội thất rất là đẹp cho mọi người. Đấy, cực kỳ yên tâm và cực kỳ uy tín để chúng ta sử dụng với chiếc xe này. 14 15A14303, một chiếc xe quá là yên tâm. Đó, tất cả những cái phụ kiện bên ngoài nẹp chrome, chỗ nào nẹp được thì chủ xe cũng đã nẹp. Nhìn cái xe nó rất là khôn xe, và đặc biệt nó là một chiếc xe không lỗi, máy zin, keo chỉ zin hết luôn, máy chất gầm chắc cuốn xuống ngọt điều hòa mát luôn. Đó, cực kỳ uy tín luôn, đúng không ạ? Cực kỳ uy tín luôn. Vios Nemo 2011, tên tư nhân biển Hải Phòng, 15A36940. Một chiếc xe mà giá của nó chỉ loanh quanh trên dưới 200 triệu thôi là các bạn đã sở hữu được một chiếc Vios Nemo 2011 phiên bản số sàn máy 1.5 biển Hải Phòng. Trang bị đầy đủ la đăng đúc 4 bánh theo xe, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, đầu đài màn hình đầy đủ theo xe. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp của Hải Phòng để có thể cập nhật về cái mẫu xe này. Một chiếc xe cực kỳ uy tín và rất chất lượng, rất là ok. Hệ thống đèn của nó này cực kỳ sáng luôn, đèn quá sáng luôn. Đấy, rất xịn sò, rất đẹp. Đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2023. Vâng, đăng kiểm rất dài. Nội thất chiếc xe thì bọc áo ghế bằng da sơn xì như e. Rất là đẹp cho mọi người. Rất ok, uy tín luôn. Với giá bán loanh quanh 200 triệu đồng, trên dưới 200 triệu đồng là các bạn đã sở hữu chiếc xe này. Cảm ơn tất cả mọi người, khách hàng và quý bà con của bạn anh em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh của Hải Phòng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo của chương trình.